Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món bánh con nhím nhân dừa. Về nguyên liệu, ở đây mình dùng là 320g bột mì đa dụng, tức là bột mì số 8, 20g dầu ăn, 2 lòng đỏ, ủa mình xin lỗi, là 2 quả trứng gà, 100g đường. Đường này mình dùng là đường cát, như mình đã cho vào cối xay sinh tố á, mình xay cho nó mịn ra thành bột. Mình xay như vậy khi trộn bột thì đường sẽ rất nhanh tan nha, các bạn nên xay mịn. Mình sẽ làm phần bột trước, phần nhân thì mình sẽ để sau nha các bạn. Mình sẽ cho vào bột là 1/4 muỗng cà phê muối để tạo màu sắc đẹp. Cho bánh thì mình sẽ dùng là nửa muỗng cà phê bột nghệ để tạo cái màu vàng đẹp. Mình sẽ dùng thêm ít vani nha. Vani thì mình sẽ cho vào trứng để khử mùi tanh của trứng, nửa muỗng cà phê. Mình đánh lên. Rồi mình sẽ cho tất cả nguyên liệu vào bột hết. Dầu ăn 20g dầu ăn thì nó khoảng một muỗng canh rưỡi hơn một chút các bạn. Đường này mình đã xay rất là mịn rồi. Mình sẽ nhồi bột bằng tay luôn nha các bạn. Nhồi bằng bao tay thì rất là khó, rất là dính. Nếu mà bột khô á thì mình sẽ cho thêm vào đây là dầu ăn. Mình sẽ cho vào bột thêm khoảng một muỗng canh dầu ăn nữa. Một muỗng canh thì khoảng 15ml. Bột này thì mình chỉ cần nhồi để cho nó thành một khối dẻo là được rồi, không cần phải nhồi lâu giống như là bột và bánh mì các bạn. Khi cho nghệ vào cái màu bột rất là đẹp. Các bạn nhồi bột khoảng 3 phút là được rồi. Đây, bột giờ của mình nó dẻo nè, nó không có dính tay nữa. Tại trong đây mình có dùng dầu ăn á. Đây, bột như vậy là đạt nha các bạn. Nó chỉ cần thành một khối dẻo vậy là được rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ lấy miếng bột thực phẩm, mình bột nó lại để tránh cho bột bị khô á. Rồi mình ủ nó trong khoảng là 15 phút đến nửa tiếng để cho bột nó nở ra. Trong lúc đợi ủ bột thì mình sẽ chuẩn bị làm phần nhân. Ở đây mình dùng là khoảng 550g dừa rám mình đã nạo sợi ra như thế này. Các bạn nên dùng dừa rám nha, đừng có dùng dừa khô. Dừa khô thì ăn nó bị sạm, dừa rám mình ăn nó sẽ có một cái độ dẻo nó ngon hơn. Các bạn không cần thiết phải dùng 550g như mình, có thể là dùng 500g cũng được. Trên lệch vài chục gram thì cũng không sao. Một ít đậu phộng rang giã nhuyễn, ở đây mình dùng khoảng 60g. Thích nhiều ít gì các bạn dùng tùy nha. Mình giã hơi nhuyễn nhuyễn ra. Phần này sau khi mình xào nhân rồi mình hãy cho đậu phộng vào. Đường thì mình dùng là 220g đường. Bột bánh dẻo 25g. Công dụng của bột bánh dẻo này sẽ giúp cho cái nhân của mình nó sẽ kết dính và nó sẽ có một cái độ dẻo ngon hơn. Bột bánh dẻo này tức là bột người ta làm bánh in đó các bạn. Bánh in, bánh trung thu dẻo thì bột này người ta đã rang làm chín rồi.
do đó là mình cũng chọn sau cùng. Không có bột bánh dẻo thì các bạn có thể là mình dùng bột năng cũng được. Thì bột năng trong lúc xào nhân á, các bạn dùng một ít bột năng mình khuấy chung với nước, rồi mình xào nhân gần chín rồi, rồi mình mới cho cái phần bột năng vào để tạo độ kết dính. Còn như cái bột này của mình nó chín rồi đó, do đó là mình sẽ cho sau cùng. Mình cho phần đường vào dừa nha. Cô chú anh chị và các bạn mà ở nước ngoài á, không có dừa rám tươi thì có thể là dùng dừa người ta đã sấy khô. Về công thức làm cái nhân mà dừa sấy khô á, thì mình cũng đã có rồi. Thì mình sẽ để đường link cách làm bánh tạt dừa. Thì trong cái cách làm bánh tạt dừa này thì mình có làm cái nhân dừa bằng dừa sấy khô. Cô chú anh chị và các bạn có thể là vào đó và xem tham khảo nha. Còn nếu như bạn nào có dừa rám tươi thì làm theo công thức này của mình. Các bạn cho mình vào đây là 1/4 muỗng cà phê muối. Đường link thì mình sẽ để ở phần mô tả, các bạn có thể là mình vào đó tìm xem nha. Bây giờ mình sẽ bật bếp lên. Mình sẽ sên với lửa vừa. Mình sên cho cái đường này nó tan ra. Các bạn cứ đảo đều như vậy nha, đến khi mà cái sợi dừa của mình nó trong lại. Phần nhân thì mình đã xào được 10 phút rồi nè các bạn. Lúc này thì đã đạt rồi. Giờ mình sẽ tắt bếp. Nếu như các bạn mà dùng bột năng, các bạn pha một ít nước các bạn cho vào lúc này luôn nha. Độ sánh thì tùy theo các bạn. Các bạn thích cái nhân dẻo nhiều thì cho nhiều bột năng. Rồi mình sẽ tắt bếp. Mình sẽ để cho nó hơi nguội rồi mình mới cho bột bánh dẻo và đậu phộng vào. Phần nhân của mình sau khi đã nguội rồi, bây giờ mình sẽ trộn bột bánh dẻo và phần đậu phộng vào nha. Mình cho bột bánh dẻo vào trước. Mình điều chỉnh theo sở thích, mình thích dẻo nhiều thì mình cho nhiều. Mình cho như vậy rồi mình dễ vắt nhân ra. Phần bột mình trộn dư bao nhiêu đây các bạn? Chắc cũng khoảng xài khoảng 20g á. Nó dẻo như thế này là được nha. Nè nó, mình vắt thành viên nè. Nó rất là dễ luôn. Rồi mình sẽ cho đậu phộng vào nha. Thích mè thì có thể là rang mè cho thêm vào nha. Nếu như mà các bạn thích sầu riêng á, cái lúc mà sau khi xào nhân gần chín rồi các bạn cho một ít sầu riêng vào cũng được, rất là thơm. Hoặc là thích mít, nó có thể là xé vài cọng mít mình cho và mình xào chung sẽ cực kỳ thơm luôn. Rồi mình trộn đều như vậy là được. Tiếp theo thì mình sẽ đi vo tròn phần nhân cũng như là phần bột sau khi mình đã để nghỉ xong rồi. Bột thì các bạn chia cho mình mỗi một viên bột thì nó khoảng 55g. Phần nhân thì khoảng 65g các bạn. Có thể là nặng nhỏ hơn tùy theo các bạn nha. Ở đây mình nặng trước một con rồi. Các bạn nhớ là chuẩn bị cho mình là một cây kéo nhỏ như thế này để mình cắt cái phần lông của nhím. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tạo hình, nó rất là dễ các bạn. Bột thì các bạn vo tròn, cái bột này cũng hơi khô một chút. Các bạn có thể là cho thêm khoảng muỗng cà phê dầu ăn nữa cho nó hơi dẻo lại một chút nha. Cũng hơi khô. Khô thì cái bánh mình nó sẽ giòn hơn. Còn nếu như các bạn thích cái bánh mềm thì các bạn dùng nước, đừng dùng dầu ăn. Tức là đừng có cho thêm dầu ăn như mình hồi nãy mình cho thêm là một muỗng canh á. Tại vì các bạn thích cái bánh mềm thì các bạn dùng một muỗng canh nước, chứ đừng dùng dầu ăn một muỗng canh như mình nha. Rồi mình sẽ cán cho nó hơi mỏng mỏng ra để mình bọc cái phần nhân dừa lại. Rồi mình sẽ cho phần nhân vào. Mình túm lại cho nó đều nha. Cái phần này mình sẽ làm cái phần mặt mặt ở dưới bánh nên mình cũng không cần phải cho nó đẹp, không chỉ là cái mặt ở trên đây để mình cắt cái phần lông nhím á. Rồi mình sẽ vò lại cho nó hơi tròn nha. Rồi mình sẽ làm ngay chỗ này nó hơi dài dài ra một chút.
chỗ giống như cái miệng của nó các bạn. Nếu như các bạn có hạt đậu đen các bạn cho làm mắt nha. Ở đây thì mình không có hạt đậu đen nên mình sẽ khỏi làm phần mắt luôn, hoặc là hạt mè. Rồi mình cắt cái miệng nó một cái. Rồi mình sẽ bắt đầu mình cắt lông nhím nha. Cắt lông nhím thì các bạn cắt xen kẽ. Bạn nhớ mình cắt xen kẽ với nhau. Cứ tương tự vậy các bạn cắt đến hết tới cái phần thân này luôn. Cái này lỡ tay cắt nó bị đứt rồi các bạn. Mình đã làm xong trước 5 cái các bạn. Bây giờ mình sẽ đem nướng trước nha. Mình tìm được ít hạt đậu xanh nên mình gắn vào mắt của nó. Trước khi nướng thì các bạn vặn lò cho mình là khoảng 200 độ C trong khoảng 7 phút, để cho lò của mình thật là nóng rồi mình mới cho bánh vào. Cái này mình cắt mấy cái lông nhím nó cũng không được khéo lắm các bạn, không có đẹp. Bánh mình đã cho vào lò rồi. Về nhiệt độ thì mình sẽ chỉnh là 190 độ C. Lửa trên, lửa dưới cộng với đối lưu tức là bật quạt. Và mình sẽ để vào rãnh giữa như thế này. Bánh thì mình nướng khoảng 30 phút là nó sẽ vàng như thế này. Nếu như bạn nào thích vàng hơn thì có thể là nướng tiếp tục nha. Hồi nãy mình nướng cái vỉ đầu các bạn, mình lỡ tay làm rớt cái vỉ. Cái bánh nó bị xẹp hết 5 cái luôn. Còn cái này cái mẻ sao. Nhưng mình sẽ để cho nó nguội rồi mình sẽ cắt ra. Cái vỏ bánh của mình bên ngoài thì nó sẽ giòn nha các bạn. Nên mình sẽ cắt bánh ra cho các bạn xem. Nó sẽ hơi giòn nha các bạn. Nhưng rất là thơm các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Phần nhân thì vừa ăn, độ ngọt vừa phải. Vỏ bánh thì giòn giòn, mềm mềm, ăn rất là ngon. Mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công với món bánh này nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.